thèm. Đây, sò mới đào về nóng hổi. Cho đầu bếp nhập cảng. Người ta cái của người ta đi hái về cái người ta đục lắm. Cái gì đây? Chua. Chua đâu, cá gì nữa đây? Cá rô phi. Ở đâu nữa? Ngoài nấu. Chua cá trâu, ghê nè. Cái xài YouTube. Đây một nồi nữa, con này con gì? Và toàn toàn đồ hải sản cao cấp mà toàn đồ phi không, thế này chết rồi. Món hấp. Nhà ba bốn cô bày ra này không ăn uống ăn nhức răng. Cái này có bị gao không đây? Ăn thì chống gậy mẹ.